Hiện nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn. Đấy. Thì phần mềm này có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại như iPhone, Oppo, Samsung. Đấy. Thì hôm nay tôi sẽ gửi nội dung tin nhắn và tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp cho anh em nhé. Và biên máy kia ok lại. Rồi, 1-2 phút tôi sẽ chỉnh sửa. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này. Đấy. Tin nhắn đến này anh em này, tôi sẽ mở tin nhắn ra này. Đấy. Đây anh em nhé. Đề 123 nhân 1 triệu, bây giờ tôi sẽ chỉnh thành con khác. Đề 999 nhân 1 triệu anh em nhé. Đấy. Vừa rồi thì tôi đã chỉnh sửa trực tiếp cho anh em thấy cái phần mềm này nó như nào. Bây giờ tôi sẽ dùng cái máy đã cài đặt phần mềm chỉnh sửa trên cái máy iPhone này gửi cho chủ lô. Đấy, chủ lô ok lại, đợi 1-2 phút tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em cái thời gian khi chỉnh sửa nó sẽ không thay đổi anh em nhé. Đầu tiên sẽ gọi sang máy chủ lô 0916514 anh em nhé. Thì cái số này cũng là cái số để hỗ trợ tư vấn cài đặt cho anh em. Anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp về số này anh em nhé. Đây anh em này, anh em gọi vào hai số này anh em nhé. Đấy, tắt đi này. Bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn lô đề. Đấy, rồi tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy cái hiệu quả của nó anh em nhé. Đấy, tôi vào tin nhắn này. Đấy, tôi sẽ nhắn tin là em chuyển số anh nhé này. Em chuyển số anh nhé này. Mở ra này, tôi vào tin nhắn này. Đấy, em chuyển số nhé này, ok này. Ok chưa? Ok này, chủ lô họ sẽ ok lại này. Đấy. Ok. Đấy, bên máy của mình, máy phần mềm sẽ nhận được chữ ok lại của họ anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chỉnh cho anh em nhìn rõ hơn này. Ok. Khi ghi là lô 1122 nhân 5.000 điểm anh em nhé. Thế đây. Bên máy này đã nhận được 5.000 điểm nhé. Đấy, xin lỗi anh em, bên máy ấy. Alo. Đúng rồi. Em ơi đợi một chút nhá, anh đang bận một chút, khoảng 5 phút sau anh gọi lại nhé. Đây anh em nhá. Đấy, số này. Ok chưa? Đấy, chủ lô họ sẽ ok này. Ok 1. Đấy, tôi sẽ ghi ok 1, một lát nữa tôi sẽ ghi đề. Đấy. Bên máy phần mềm của mình sẽ nhận được chữ ok 1 của họ anh em nhé. Đấy, ok 1 anh em nhé. Tôi sẽ ghi là đề. Đề 122 tôi sẽ ghi 33 đi. Một lát tôi chỉnh sửa cho anh em cảm nhận thấy nó rõ ràng. 50 triệu này, đánh lớn luôn anh em nhé. Anh em có sân chơi anh em cứ đánh lớn luôn. Đấy. 50 triệu này, gửi sang này. Bên máy của chủ lô sẽ nhận được tin nhắn anh em nhé. Đấy anh em này. Năm mươi triệu anh em nhé. Chủ lô họ sẽ ok 2 này. Đấy, rồi gửi sang này. Đấy, đã gửi này. Đấy. Bên mình máy phần mềm đã nhận. Thì tôi sẽ cho anh em xem cái trước khi máy chưa được chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, số này anh em này 0916514 vào lúc 13:33 0848224888 anh em nhé. Anh em xem nội dung trước khi chưa chỉnh sửa. Đấy. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy. Sau đó tôi sẽ chỉnh sửa.
cho anh em thấy cái phần mềm này nó hiệu quả như thế nào anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại 0916541 được tư vấn hỗ trợ cài đặt cho anh em nhé. Anh em nào bên nước ngoài đấy, anh em không về được thì trung tâm sẽ cài đặt từ xa cho anh em nhé. Thì cũng rất nhiều anh em nói là trên clip đấy, có như trên clip không, quảng cáo có như trên quảng cáo không, thì theo tôi đấy, thì anh em có nhu cầu thì anh em cứ trải nghiệm thực tế, anh em test trực tiếp, anh em cảm thấy ok thì anh em lấy phần mềm anh em nhé. Đấy, trước khi anh em có nhu cầu thì bên công ty sẽ test trước cho anh em. Đấy, anh em cảm thấy ok thì mới cài đặt. Nếu anh em cảm thấy không ok thì anh em giao lưu anh em nhé. Đấy, thì nên là lên clip để giới thiệu cho anh em biết là cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này nó hiệu quả như nào. Và lưu ý với anh em, phần mềm này là phần mềm độc quyền của bên trung tâm. Đấy, anh em mua cơ sở nào cũng được, nhưng vấn đề là anh em phải test anh em nhé, anh em phải test ok như theo ý của anh em thì anh em sử dụng phần mềm. Đấy, anh em lấy phần mềm anh em nhé. Khu vực miền Nam thì anh em qua bến xe miền Đông. Đấy, trung tâm có cơ sở bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm, test phần mềm ok anh em bắt đầu giao dịch. Đấy, khu vực miền Bắc thì công ty chúng tôi có cơ sở ở bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, anh em vào cơ sở. Đấy, anh em test phần mềm được như theo ý muốn thì anh em giao dịch anh em nhé. Anh em bên nước ngoài thì anh em không về được thì chúng tôi sẽ cài đặt xong ok thì anh em chuyển phí cho bên trung tâm anh em nhé. Chắc cũng được qua 1-2 phút rồi, tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ đơn giản và sử dụng cực kỳ là đơn giản. Anh em cứ kết bạn Zalo với số 0916541 thì nhân viên sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh em và cho anh em xem phần mềm và test trước cho anh em nhé. Đấy, cách chơi thì anh em cứ gọi điện trực tiếp, chúng tôi sẽ hướng dẫn cực kỳ đơn giản thôi. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào phần mềm. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, anh em chú ý chủ lô nhé, máy chủ lô sẽ không sáng đèn. Đấy, ok. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong anh em nhé. Cái thao tác chỉnh sửa với tôi nó chỉ là 5 đến 10 giây là tôi sẽ đã chỉnh sửa xong cái con số như mình mong muốn anh em nhé. Anh em chỉ cần vào lại cái phần mềm, anh em xóa cái nội dung trước. Đấy, ví dụ như lô 556677, anh em muốn sửa 77 thì anh em xóa 77, anh em ghi thành 88, nó cực kỳ đơn giản thôi anh em nhé. Cái thao tác cực kỳ là nhanh. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra. Đấy, xem hai máy đã thay đổi con số chưa và có chuẩn như theo lời tôi nói không. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra cho anh em xem. Đấy, anh em nhé. Số này 0916541 này. Tôi sẽ mở ra này. 0848248809165144 anh em nhé. Em đã chuyển số cho anh nhé này. Đấy, em chuyển số cho anh nhé này. Lô 1122 đã chuyển thành 7879. Đấy. Ok 1 này, D 33 đã chuyển thành 80. Đấy, 50 triệu anh em nhé. Ok 1, ok 2, 80 nhân 50 triệu. Nội dung con số hoàn toàn trùng khớp anh em nhé. Thì với phần mềm này anh em sử dụng, anh em yên tâm có sân chơi là anh em giành chiến thắng anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem clip.